Thôi bọn tôi đang đau đầu với cái chuyện bọn mình lập tên nhóm đấy, đúng không? Bọn mình chơi với nhau lâu rồi mà tôi chưa nghĩ ra tên nhóm mình là nhóm gì không? Dê à? Mà ông nghĩ ông định đặt tên nhóm là gì nào? Nhóm ba con quỷ sushi này. Wow, có thấy cháu công lực thâm hậu chưa? Đây cùng lớp đấy, một đứa thì to như kia, một đứa thì bé tẹo, công lực thì thâm hậu. Dân cá mình, ôi bà sao rồi à? Đi, anh đi học đi. Làm sao không? Ôi nhanh lên rồi, sao còn sao không rủ Vinh Mèo nữa? Ui, Vinh Mèo hôm qua bị mẹ đánh đòn vì cái tội học lười. Bà ơi, tôi ở cạnh nhà tôi nghe tôi cười đau hết cả bọn người. Bà biết không, hôm qua Vinh Mèo bị đánh phải đi cái tội. Mẹ hỏi ná, ba cũng năm bằng một gì, không biết được trả lời được. Vinh Mèo ơi, đi học ơi. Đi. Này, hôm qua nghe nói à, được ăn lươn đúng không? Trời ơi. Đấy cả mấy cả rồi thôi. Ôi, đi ăn lươn không một khóc à. Tôi đứng ở bên nhà tôi buồn cười cực kỳ luôn. Đi, không vào lớp. Đi thôi, đi thôi. Này. Hai bà đang nghĩ gì đấy? Ôi, bọn tôi đang đau đầu với cái chuyện bọn mình lập tên nhóm đấy, đúng không? Bọn mình chơi với nhau lâu rồi mà tôi chưa nghĩ ra tên nhóm mình là nhóm gì không? Dê à? Ông nghĩ ông định đặt tên nhóm là gì nào? Nhóm ba con quỷ. À, tôi nghĩ ra rồi, nhóm ba làng tiên. Đây là làng tiên mà. Ba con quỷ bởi vì nè, học sinh á, nghịch như quỷ. Ai lại làm thế? Để sau này. Thế đây bạn Xui lập tên nhóm là gì nào? Cậu định lập tên nhóm là gì nào? Hay là ba thiên thần? Hay là ba con hấp? À, tôi nghĩ ra rồi, nhóm mình rất thích ăn đúng không? Nên là lập cái tên gì mà nghe nó phải ăn một tí đấy ông ạ. Hay là nhóm bánh bao, hay là nhóm bánh xèo? Ăn mà. Ông này đây hay là 4 miếng ăn gì đấy. À, xin chào chị Vinh Mèo. Trời ơi, tôi đau đầu với cái vụ này quá, tôi không nghĩ được ra cái tên gì hay ấy. Thôi chúng mình phải ngồi để nghĩ. Nghĩ đi. Cái tên gì hay, làm sao cho nó hợp lý chứ. Sau lại ví dụ nhá, mình lớn lên rồi tự nhiên là ô, kia là nhóm ba con quỷ. Trời ơi, không thấy được không? Không được, tôi nghĩ phải cái tên gì đấy nó mà đặc sắc một tí. Thôi chúng mình phải suy nghĩ một chút đó. Thôi vào lớp đi. Rồi á, chốc nó ra chơi nghĩ tiếp này. Cô bà đấy. Vinh Mèo ông cũng phải nghĩ đi nhá. Đấy lại bắt tôi phải cầm cọc của bà. Nào đi. Su đến lượt bà đấy. Wow, ui, còn lâu. Đấy là 4, đến lượt tôi. Ui, 6. Trời ơi. 2, tôi lên 2. Ông Vinh Mèo. Đây, tôi đây. Của ông đấy, cách viên của ông đây. Đây. Ông lấy viên của tôi. 4 đi. 4 không được rồi. À, trời, Su đã. Đã thắng rồi. Người thắng cuộc rồi. Thế bây giờ bọn tôi phải làm gì đây? Bây giờ nhá, bà sẽ được quyền là sai bọn tôi mỗi đứa một lần. Làm việc gì bà muốn, bà sai đi nhanh. Để tôi còn biết đường. Chọn chỗ này. Ô, thế tôi giỏi, thế còn ông Vinh. Ông Vinh nhá. Vinh Mèo phải làm gì bây giờ? Ngồi nhặt lá. Vinh ơi, tôi tưởng tượng ông ngồi nhặt lá xong rồi tay đã. Không, tay nhặt lá chân đá ông bơ. Lúc đấy nhìn Vinh á, thật là bi gì không? Đây, nhặt lá này. Ôi giời. Thôi, đi thôi. Về rồi. Hôm nào đi học về cũng lang thang ở trường này. À quên, ông ơi. Quên đấy, hôm nay á tôi có mẹ cho tiền. Bọn mình đi ra cái quán đầu ngõ ăn đi. Thế đi thôi. Đấy. Nhưng mà bởi vì Vinh đâu? Ố, Vinh Mèo chạy đâu nhỉ? À, đằng kia đang tụ tập đá bóng. Ui giời, kệ ông ấy đi, bọn mình ăn đi. Con chào bác. Bác chào cháu. Hôm nay có món gì đấy? Bác hôm nay có rất nhiều món rồi. Ố, sao em bác không có cái kẹo 10 lần con thích à? Ui, bác kẹo bây giờ hết liên tục cơ mà. Thế à? Chú ăn gì bác? Bác còn lấy kẹo mới đấy. Cậu ăn gì đi? Cậu ăn gói nào? Của bác là cửa hàng đồng giá, mỗi cái là 10.000. Bác ơi, bạn thu cái kẹp vào cái kia trồng cái này, đâu gửi tiền bác. Thế mấy đứa đi đâu về mà hất ha hải toa hết cả một hồi rồi. Cháu ơi, 20.000 đúng không? Vâng ạ. Bọn cháu đang chơi trò chơi xong, thế là bảo đi chuẩn bị về thì ra chỗ bác. Bởi vì ba mẹ bọn cháu đều đi làm cùng công ty với nhau, về muộn với nhau lắm. Bác biết rồi, học sinh thì nghịch như là quỷ. Bọn cháu đáng yêu như này bác. Đáng yêu rồi nhưng mà nghịch lắm. Nhất là cái em bé này. Sushi này. Wow, có thấy cháu công lực thâm hậu chưa? Đây cùng lớp đấy, một đứa thì to như kia, một đứa thì bé tẹo, công lực thì thâm hậu. Đó, bạn này bạn không chịu ăn bác nên bạn ấy còi như cái kẹo ấy. Đấy, các bạn lớn đây. cháu sushi nhá, phải ăn nhiều vào để to như các bạn massage này. Ai cậu ăn không? Ủa? Tại sao cậu lại lấy của tớ? Thế bọn mình ăn chung mà. Đây cho ăn của tớ đi. Không, tớ không thích. Tại sao lúc nào cậu cũng nói của tớ với nhở? Đấy lại tranh nhau rồi, hôm nào cũng tranh nhau. Đi về. Lại rồi. Chết, mấy đứa suốt ngày rồi. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.